Hàng loạt du khách nước ngoài nói chỉ ở Việt Nam, tôi mới thấy thoải mái hạnh phúc như thế này khi được người dân tiếp đón nhiệt tình. Các bạn thân mến, hàng loạt báo đài quốc tế đưa tin như thế nào về lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25 tháng 7. Hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội để xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin từ ban tổ chức lễ tang, từ 18 giờ ngày 25 tháng 7, người dân được phép vào viếng. Tuy nhiên, từ sáng sớm ngày 25 tháng 7, nhiều người khắp cả nước, cũng như những người khách quốc tế đã xếp hàng dài vài km để chờ được vào viếng Tổng Bí thư. Dù có nhiều người đến từ rất xa, họ vẫn bắt xe đến từ sớm và xếp hàng từ sáng sớm để được vào viếng. Hình ảnh hàng dài người dân Việt Nam từ mọi tầng lớp xã hội, mọi miền Tổ quốc xếp hàng dưới cái nóng khắc nghiệt của Hà Nội để được vào chia tay Tổng Bí thư lần cuối đã khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể kìm nổi nước mắt. Đó cũng là niềm tự hào về một dân tộc đoàn kết và yêu thương nhau. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về lòng thành kính của người dân Hà Nội, như chia sẻ nước uống, đồ ăn miễn phí, mở quạt, bật điều hòa ở các cửa hàng cho mọi người xếp hàng, khiến chúng ta không khỏi xúc động. Ở thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều ngày 25 tháng 7, hàng nghìn người dân cũng đã xếp hàng dài trước Hội trường Thống Nhất để chờ tới lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lãnh đạo giản dị và hết lòng vì đất nước. Những giọt nước mắt đã không thể kìm nén. Những hình ảnh này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng dân tộc Việt Nam là một, chúng ta luôn đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những tình cảm đặc biệt mà người dân cả nước dành cho Tổng Bí thư trong những ngày quốc tang càng khắc họa sâu sắc tầm vóc của một nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Lễ tang của người cộng sản vĩ đại này đã được tờ báo Reuters của Anh đưa tin vào ngày hôm qua như sau. Trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, hàng trăm người đã xuống đường tại Hà Nội quanh một nhà tang lễ ở trung tâm thành phố và đến nhà riêng của ông ở ngoại ô thủ đô để bày tỏ lòng thành kính lần cuối với người từng là quyền lực nhất đất nước Đông Nam Á này. Các quan chức nhà nước và chức sắc nước ngoài, bao gồm người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Thượng viện Úc Suelis đã tham dự lễ tang. Nhiều quan chức nước ngoài khác, bao gồm Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc Vương Hỗ Ninh và Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan cũng dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội trong hoặc sau lễ tang để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm, người tạm quyền thay thế ông Trọng, đã viết trong sổ tang: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời về việc không ngừng học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh." Ông cũng nhắc đến vị cha già lập quốc của Việt Nam hiện đại và rằng không được phép tổ chức bất kỳ hoạt động giải trí công cộng nào, các văn phòng và nơi công cộng khác đều treo cờ dù trong suốt 2 ngày. Những quốc gia như Cuba và Lào, những người bạn cộng sản của Việt Nam, cũng đã tổ chức quốc tang cho nhà lãnh đạo Việt Nam. Không chỉ Reuters, đài truyền hình CNA của Singapore cũng đưa tin về tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nêu bật những thành tựu mà ông để lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam, cùng lý do ông được người dân Việt Nam kính trọng và yêu mến đến vậy. Đài CNA cho biết, Việt Nam đã bắt đầu tổ chức lễ tang cấp nhà nước kéo dài 2 ngày để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã qua đời vào tuần trước. Ông đã phục vụ 13 năm với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền. CNA xem xét một số di sản mà ông đã để lại. Ông Trọng được coi là người đàn ông quyền lực nhất trong cơ cấu chính trị của đất nước. Di sản nổi bật nhất của ông là chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò mà ông đã lãnh đạo từ khi trở thành Tổng Bí thư 13 năm trước. Sự lãnh đạo của ông Trọng cũng đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua chính sách ngoại giao, cây tre một thuật ngữ ám chỉ việc Việt Nam cân bằng chính sách đối ngoại giữa các lợi ích địa chính trị cạnh tranh. Ông đã giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ, điều chưa từng có trong lịch sử của Đảng. Trong thời gian đó, ông cũng giữ chức Chủ tịch nước trong hơn 2 năm. CNA nghĩ rằng quyền lực lớn của ông đã giúp duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Đảng và hệ thống chính trị, cho phép ông tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ từ năm 2016. Sự ra đi của ông đã gây ra sự đau buồn cho công chúng Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình nông dân, ông được cho là đã dành cả tuổi trẻ cho sách vở và trường học, được biết đến là một học sinh tài năng, yêu thích văn học và các bài hát cách mạng. Ông tiếp tục có được bằng sau đại học về lịch sử, chuyên ngành xây dựng đảng ở Liên Xô cũ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Trọng là một chính trị gia kiên định và khéo léo. Ông Trọng đã có thể củng cố lòng tin và tiến hành chiến dịch chống tham nhũng một phần nhờ hình ảnh của ông là một nhà lãnh đạo trong sạch và chính trực. Ông là một kiểu nhà lãnh đạo có cuộc sống giản dị và không liên quan đến bất kỳ vụ bê bối tham nhũng nào.
Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với tất cả các cường quốc trên thế giới. Trong nước, ông được coi là một người ông đối với nhiều người dân Việt Nam. Ông có lối sống khiêm tốn, dù là người đàn ông quyền lực nhất ở Việt Nam, nhưng ông đã giành được trái tim của công chúng. Ông Trọng sẽ đi vào lịch sử Việt Nam như một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong lịch sử gần đây của đất nước. Đây là lần đầu tiên trong gần 4 thập kỷ một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời khi đang tại nhiệm. Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quản nhiệm vụ của ông khi ông lâm bệnh, nhưng chưa có người kế nhiệm nào được nêu tên công khai. CNA nghĩ rằng việc ông không chỉ định người kế nhiệm và tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra suôn sẻ có thể cuối cùng làm suy yếu di sản của ông, vì nó có thể dẫn đến xung đột nội bộ dữ dội hoặc đấu đá chính trị trong đảng, và điều đó có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống chính trị Việt Nam. Di sản chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục được viết trong tương lai xa hơn, và câu hỏi trong tâm trí nhiều người là ai sẽ được đảng chọn để kế nhiệm ông. Lãnh đạo Việt Nam trong tương lai là nội dung mà đài CNA chia sẻ. Theo những gì được Bộ Chính trị công bố, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đảm nhiệm những công việc của Tổng Bí thư cho tới khi có quyết định tiếp theo, và điều này gần như chắc chắn rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ làm quyền Tổng Bí thư cho tới khi bầu cử diễn ra vào năm 2026. Như chúng ta đều thấy, rất nhiều nhà lãnh đạo đã gửi điện chia buồn, và một số yếu nhân của các nước khác đã đến tham dự tang lễ, trong đó chúng ta đặc biệt chú ý đến điện chia buồn của hai cường quốc là Trung Quốc và Mỹ. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện chia buồn, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư đã thừa kế và phát huy tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước Trung Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nêu rõ trong thư chia buồn rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Mỹ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, hai nước đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay. Tổng thống Biden khẳng định đất nước Mỹ và cá nhân ông sẽ luôn ghi nhớ và đánh giá cao cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Việc các nước lớn liên tục gửi điện chia buồn và cử người sang không chỉ để chia buồn mà còn là một phép thử, xem thế hệ kế tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiếp nối được con đường ngoại giao trước hay không. Nói một cách chính xác hơn, các cường quốc đang đưa ra một phép thử với người lãnh đạo mới của Việt Nam để thăm dò xem ông Tô Lâm có xu hướng trung lập hay sẽ ngả về một bên nào đó. Trong điện chia buồn của cả Mỹ và Trung Quốc, họ đều không hẹn mà gặp, đều có một điểm chung là chia buồn, nhưng đồng thời cũng đưa ra một thông điệp là nâng cao quan hệ và tăng cường hợp tác. Đây là một phép thử khó khăn đối với lãnh đạo kế tiếp. Tuy nhiên, trên nền tảng ngoại giao cây tre mà Tổng Bí thư đã để lại với những bài học về ngoại giao trong quá khứ, tin rằng lớp lãnh đạo kế tiếp của Việt Nam sẽ có đủ khả năng để giải quyết bài toán khó này. Một số dân mạng quốc tế đã để lại bình luận như sau: ông đã để lại chiếc xe Toyota cũ 22 năm tuổi, ngôi nhà tre và ngoại giao cây tre. Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ để lại ngôi nhà tre và đội quân trẻ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Giáp để lại một Việt Nam non trẻ cho ngài Nguyễn Phú Trọng. Nhìn những hàng dài người Việt Nam xếp hàng để tiễn biệt ông trên khắp cả nước, mới biết họ kính trọng ông đến mức nào, và ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại ra sao. Tôi là du khách từ Úc và có dịp đến thăm Hà Nội, đúng vào ngày lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần đoàn kết và sự gần gũi của người dân Việt Nam. Mọi người không chỉ chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm đối với nhà lãnh đạo, mà còn giúp đỡ lẫn nhau trong việc xếp hàng, cung cấp nước uống và thức ăn miễn phí. Không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, sự tận tình và lòng hiếu khách của người dân nơi đây thực sự khiến tôi cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Lời chào từ Canada. Thật cảm động khi chứng kiến cảnh người dân Việt Nam xếp hàng dài, nước mắt lăn dài hai hàng để đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, và tình cảm này thể hiện rõ qua sự kính trọng và tiếc thương mà mọi người dành cho ông. Đây là một minh chứng cho tầm vóc và ảnh hưởng của ông đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Thật bất ngờ khi thấy sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự chia buồn và thăm hỏi từ nhiều nguyên thủ quốc tế như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nhiều quốc gia cũng đã cử các nhà ngoại giao đến viếng, thể hiện sự tôn trọng và công nhận tầm quan trọng của ông. Điều này cho thấy Việt Nam đã có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, và ông Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Tôi tin rằng nếu các nước khác có những nhà lãnh đạo có năng lực và đạo đức như ông Nguyễn Phú Trọng, thì người dân của họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các chính sách của ông.
Nhìn vào tình hình mà Việt Nam phải đối mặt trong 20 năm qua, là một nền kinh tế trẻ, các chính sách của ông thực sự đã giúp nền kinh tế của đất nước bùng nổ và củng cố các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh xung đột địa chính trị. Mọi người cố gắng tìm ra khuyết điểm nhưng không thể, vì ông thực sự là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Tôi nghĩ rằng nếu ông là một người da trắng, ông sẽ không bị một số nguồn đối lập soi mói. Các bạn nghĩ sao về những ý kiến trên? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút này. Đừng quên đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh Tự Hào Việt Nam đón nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.